trạng nguyên đó hả? Ừ, thì sao? Đúng là như lời đồn. Đẹp trai đó. Nó nói gì vậy? Nó khen bạn đó. Em là Mỹ Dung. Mỹ Dung, là ai? Anh không biết em hả? Lần đầu gặp mặt mà nó hỏi tôi biết nó. Sao biết? Không, em chỉ thấy lạ thôi. Tại vì học sinh khu này ai cũng biết em hết á. Ai cũng biết? Tổ trưởng tổ dân phố hả? Ok ok. Anh Đào Đào. Biết hot girl trường Minh Khai đúng không? Nghe rồi đó. Nó nói là hot girl trường Minh Khai. Nổi tiếng lắm đó. Không sao, anh không biết em thì em với anh từ từ tìm hiểu cũng được mà. Tìm hiểu gì? Thôi, biến vô khác chơi. Biến không? Tôi nghĩ tôi với bạn nên biến về nhà chơi bóng vui hơn đó. Thôi đi 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 đi. Đi. Hello. Sao? Em thật sự rất thích anh. Em nghiêm túc đó. Thích tôi hả? Ừ. Vậy thì cầm nó lên, kiếm thùng rác mà dục. Nhà tôi không phải cái thùng rác. Buông ra. Bộ anh không thích em một chút nào luôn á hả? Tôi nói là buông ra. Muốn gì? Đơn giản, em chỉ muốn anh thích em. Cái gì vậy? Ai đây? Ai mà biết. Vậy? Kiếm thùng rác mà dục đi. Trạng Nguyên, rồi sẽ có ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Nè, Nguyên tặng á. Trời ơi, cô không nghĩ là Nguyên của mình cũng có fan hâm mộ luôn ta ơi. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Thôi đi, đừng có nói nữa. Rồi sẽ có một ngày anh đồng ý quen em cho mà coi. Ngay hoài à, đừng có nói nữa. Ủa, chị mới tới hả? Tâm ý, biết dạ. Tin gì chưa? Hồi nãy lúc ở ngoài cổng nhà mình á, đi tới cũng không biết. Im đi đúng không? Không có ra. Không có gì đâu, đi lên. Cái tay cầu của tụi mình thúi lắm rồi. Dạy cái gì? Có cái tay ra rồi. Đây, em thử thay cái động từ vô cái câu trên đi. Dễ lắm. Sao đang học mà em để chung điện thoại vậy? Lại mấy đứa rủ đi chơi đó đúng không? Alo, ai đó? Ngạc nhiên chứ hả? Em Dung nè. Sao cô có số điện thoại của tôi? Đơn giản mà. Cô có tự trọng không vậy? Tôi nói không thích rồi mà. Là cô bé đó hả? Ủa? Bộ em gọi điện thoại cho anh cũng không được hả? Tôi đã nói là mai mốt không gọi tôi nữa, nghe chưa? Mà có ai đang ngồi kế bên anh đúng không? Biết làm gì? Đừng có nói với em là bạn gái của anh nha. Thì sao? Nhưng mà anh chưa có bạn gái mà. Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, nghe chưa? Em muốn gặp anh. Không. Gặp em rồi thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Con nhỏ. Ok, được rồi. Gặp một lần thôi đúng không? Nói được phải giữ lời nghe chưa? Ok ok. Cứ chọn địa điểm rồi thời gian rồi nhắn cho em. Bye bye. Đúng là bị điên mà. Trời, làm gì chửi người ta dữ vậy? Nãy cô nghe sơ sơ thấy giọng bé đó cũng dễ thương mà. Nhưng mà có điều á, hình như mắt con bé đó có vấn đề đúng không? Nghĩ sao mà thích được người đàn ông như em chứ. Gu mấy đứa nít vậy lạ thiệt. Tệ. Nè. Gì? Cô giúp tôi một chuyện được không? Giúp gì? Là bạn gái của tôi. Em bị điên hả? Ôi, thôi, cô không thích, cô không thích một người học dốt như em. Không phải gu của cô. Tôi sẽ siêng học hơn. À, đó là chuyện của em. Tôi sẽ học tốt hơn thiệt đó. Không có liên quan gì tới cô hết. Tôi sẽ gọi cô bằng chị. Giúp. Anh Nguyên ơi!
cô với học sinh cấp 3 không? Hay mà cô đáng yêu không? Học sinh cái gì? Thôi cô đi chỗ khác đi. Cô làm tôi ngại quá. Ngại quá hả? Thì cô đi về á. Thôi, ngồi xuống đi. Rồi, được rồi. Nhưng mà nhìn thấy ghê ghê thì sao á? Ghê không? Ghê à? Nhìn cũng được. Nè, tới rồi kìa. Ráng diễn sao cho tốt nha. Em yên tâm đi, diễn suốt là nghề của cô mà. Ngày hôm nay cô sẽ làm con bé đó, bé mà. Ai đây? Hình như tôi với cô gặp nhau rồi đúng không? Đúng rồi đó. Chào bạn, mình là Diễm My. Mình là người yêu của anh Nguyên. Mình học lớp 10, trường Đông Đa đó. Vậy á hả? Anh Nguyên ơi, em đói bụng quá. Ai kêu đồ ăn cho nha. Thì không may quen nè, chứ hai quen nha. Thôi được rồi, đợi anh chút. Gì vậy? Sao tự nhiên lớn tiếng với em vậy? Em tổn thương á, giận không giận? Anh ta nói là chờ anh chút mà. Thôi được rồi nha, xin lỗi. Cô thấy rồi đó, đây là bạn gái của tôi. Mốt cô đừng có làm phiền tôi nữa. Bạn gái của anh? Anh không quen tôi để đi quen cái con nhỏ giọng anh ách này hả? Gì vậy? Mày nói gì đó? Tôi nói vậy đó, làm gì tôi? Gì vậy? Tính đánh mày hả? Cô định làm gì bạn gái tôi vậy? Không dám. Hai người ngồi đây chưa búp bê tiếp đi ha. Sao thấy cô diễn hay ạ? Em làm gì đứng xa cô lẻ vậy? Ôi, cô đúng là mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi á. Cô làm tôi nổi da gà luôn á. Nổi da gà, diễn hay muốn chết luôn nè nha. Từ đây về sau em phải kêu cô là chị đó nghe chưa? Thì để coi thì sao. Quê lại. Cái gì vậy? Muốn biết cái gì hả? Có người cần gặp nè. Cưng, làm chị hơi bị tổn thương. Tổn thương hả? Cái loại bánh bèo như cưng mà có thể làm bạn gái của anh Nguyên sao mà được ta? Đúng. Nè, có phải cưng nên bù đắp cái tổn thương cho chị không hả? Bù đắp hả? Bây giờ mỗi một ngày chị sẽ đánh cưng một cái, xong rồi cưng phải đưa cho chị 100.000. Ok. Đúng. Nhưng mà tiền đi xe buýt tuần không biết gom lại đủ 100.000 không sao mà. Cái đó không quan trọng. Lên khoan. Ủa sao sao nói mà một ngày đánh cái mà sao bữa nay là ngày đầu tiên mà năm người là năm cái hả? Đánh tôi đánh chiều hao luôn. Còn tôi thích vậy. Lên khoan nè. Sự thật nè, tôi nói sự thật nè, mấy người hết hồn luôn, là mấy người hết dám đánh luôn nè. Là chị là sinh viên đó nha, là chị lớn tuổi hơn tụi em luôn á, nghe chưa? Hết hồn chưa? Sao mà đánh được? Nè, được hay không chưa phải tới chị quyết định đâu. Lên xí. Bình tĩnh. Ở đây có một người, bên đây năm người, đánh một người đúng không? Ok. Tâm ý ơi. Giờ sao chị? Không vô nhà rồi. Không lẽ vô nhà người ta đánh hả? Tâm ý ơi. Chị ơi, có người kêu cửa kìa. Mở cửa cho chị Tâm ý ơi. Tới liền. Đánh nè coi. Ủa tới rồi hả? Ê, làm sao bây giờ? Nhỏ Dung nó đúng là dữ dằn luôn đó em. Tụi nó hả chặn đường đánh cô á. Tụi nó còn nói hả là mỗi ngày sẽ đánh cho cô một cái, rồi còn đòi tiền cô nữa đó. Ê, con nhỏ nó thấy ghê thiệt á. Đứa nào đứa nấy bình bằng nhóm tụi nó là nó bụng nó cao vậy luôn nè. Bây giờ làm sao bây giờ hả? Bây giờ không phải sợ đi. Bình tĩnh đi. Thế sao bình tĩnh được? Tại ai mà cô ra nông nổi vậy? Bây giờ kêu cô bình tĩnh sao mà được? Có gì đâu. Từ từ.
Nè. Gì? Có đưa cô về không vậy? Cái gì phải đưa cô về nữa hả? Nhiều khi bây giờ tụi nó đang đứng đợi ở ngoài cổng hay sao? Em đưa cô ra tới trạm xe buýt thôi là được rồi. Làm như tôi là vệ sĩ vậy? Thôi phiền quá đi. Em còn dám nói cô phiền nữa hả? Tại ai? Tại ai mà cô ra nông nổi như thế này? Hả? Đứng lên! Nhìn lên! Vậy em mốt sẽ không còn kêu chị nữa. Thì cái tiếng chị của em, cô mới ra nông nổi này nó biết không? Nè, còn ngồi đó nữa. Mang giày vô nhanh lên. Thôi trễ xe buýt bây giờ. Biến ghê luôn á. Làm biết gì làm biết. Nè, giờ đưa về là ngày mai cũng phải ra trạm xe buýt đón cô đó nha. Gì? Mai đón rồi hả? Nó kêu ra đón thì đón đi. Lỡ tại ai? Rồi, biết rồi. Lẹ đi nè. Đừng có hối rồi. Ngày mai mà không ra đón là cô không có xuống xe buýt đâu nha. Thì mai mất qua tôi không ra đón thì giặt thôi. Còn dám nói vậy nữa. Ok, mai tôi ra tôi đón. Phiền ghê, tự nhiên dính vô ba chuyện này à. Đi. Đi. Quỷ này. Hello. Hello, how are you? Chị lớn tuổi hơn mấy đứa đó. Chị là gia sư của Nguyên chứ không phải người yêu của Nguyên đâu. Hôm bữa là làm giả bộ thôi chứ không có phải người yêu thiệt. À, vậy hả? Chị nói thiệt á. Nhưng mày nghĩ tao tin mày hả? Chị nói thiệt mà. Chị và Nguyên không có gì hết trơn á. Thật ra chị giả bộ vậy thôi. Chứ chị lúc nào cũng biết là thích em. Chị rất là thích tình cảm của em với Nguyên. Chị thấy em với Nguyên rất là xứng đôi luôn á. Xứng đôi hả? Mày ăn 10 cái tát của tao rồi tính. Dính lại. Cái gì? 10 cái là tát của em ơi. Sao bây giờ em mới thôi? Nó sắp lộ cô rồi kìa. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Tìm tìm cô từ nãy giờ luôn á. Giải thích cho nó biết đi. Cô chỉ là gia sư của em thôi. Cô phải người yêu của em. Nói cho nó biết đi nhanh lên. Sự thật có phải vậy không? Không. Đây là người yêu của tao. Tao nói lại một lần nữa. Đây là người yêu của tao. Đứa nào đụng đến một cọng tóc, tao không có đi yên đâu. Mày hù ai vậy? Hôm nay nghỉ học đi. Nghỉ học đi. Ôi! Ôi, tay em bị chảy máu kìa. Trời ơi. Không sao đâu, nhỏ xíu à. Không sao cái gì, máu chảy quá trời mà nhỏ xíu hả? Trời ơi. Sao nãy giờ cô không có thấy vậy? Trời. Nhỏ xíu à, cái gì đâu, bình trời thường ơi, mà. Ôi, máu chảy quá trời luôn. Em có cần phải làm vậy không? Chỉ cần nói với tụi nó là không phải là bạn gái là được rồi. Cần gì phải đánh nhau vậy vậy? Bộ nói vậy là nó tin hả? Ngây thơ vậy. Ui da. Mà mất mới gì em phải làm vậy? Bộ, em lo cho cô thiệt hả? Đâu ra. Nằm mơ đi. Tại tôi làm biến mất công phải đưa cô đi đón cô về hoài thôi.
Đúng rồi. Trong trường hợp này chúng ta sẽ không thể nào dùng được cái từ nào khác mà phải sử dụng từ thích. Em đã hiểu chưa? Do you understand? Có âm âm thanh nhẹ nhẹ lên một chút được không? Phải đi thôi. Cô xin phép đi một chút xíu nha. Đi đâu vậy? Tất nhiên là đi vệ sinh rồi. Không lẽ đi luôn ở trong phòng này? Cô đi vệ sinh xíu nha. Như vậy là bữa học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Thật ra cô tính nói với em chuyện này. Chuyện gì? Chắc bữa học sau sẽ là bữa học cuối cùng cô dạy cho em. Cô quyết định sẽ không dạy cho em nữa. Hả? Sao vậy? Cô suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cô cảm thấy quyết định như vậy sẽ tốt hơn. Bữa học sau cô sẽ nói chuyện với mẹ em để mẹ em tìm người khác dạy cho em nha. Nhưng mà cô chỉ muốn nói trước để cho em chuẩn bị sẵn tâm lý vậy thôi. Muốn nói câu tạm biệt thì để bữa sau đi ha. Giờ cô phải đi về rồi. Bye bye em. Bye bye. Chào mọi người. Dừng tay! Dừng tay! Trễ 45 phút rồi. Làm gì mà chưa tới nữa. Giờ mới tới đúng không? Dạ. Ủa? Bộ chị My chưa tới nữa hả? Chưa. Ủa mà chị vô phòng anh có gì không? À, tôi vô lấy đôi giày đi giặt á. À. Ủa mà chị làm vậy mệt lắm. Thôi đem giặt cho. Đây. Đâu sao đâu, cái này là nhiệm vụ của tôi mà. Hay là cậu chơi tôi giặt không sạch? Không phải, ý em không phải vậy. Thôi cởi lại học đi nha. Tôi đi trước nha. Đồ ăn tôi nấu xong rồi đặt trước cửa nha. À, cô mấy món ngon con thích đó. Nhớ ăn thiệt nhiều lấy lại sức nha.
My ơi, anh có để mấy cuốn truyện cho em đọc đỡ chán á. Có gì chán thì đọc nha My. Rồi em nhớ ăn trái cây nữa nha. Đi vệ sinh xong á nhớ khử trùng dội thiệt kỹ nha con. Thôi tụi tôi đi nha. Ác độc, bỏ mặt người bệnh nằm ở đây một mình vậy mà coi được. Không người nhẫn tâm. Ủa sao cô nằm đây mà nãy giờ tôi kêu cô không lên tiếng gì hết vậy? Nguyên hả? Ừ. Qua đây chi vậy? Cô bị cảm dễ lây lắm á. Em đi về đi. Sao cô không ăn gì đi? Cô ăn gì chưa ta? Cô ăn cùng em nguyên. Đi về đi, cô lại cho em bây giờ. Cô không chịu ăn rồi sao cô uống thuốc được? Nè. Nè. Cô ơi. Cô. Cô ơi cô. Hết bệnh còn về dạy tôi nữa. Ai đâu học trò sắp thi rồi mà cô giáo còn nằm đây bệnh. Lay cho em bây giờ em về đi. Lay gì mà lay. Về đi. Nghỉ đi. Sao em lì quá vậy? Lay gì hả miếng đi. Em đi về đi, cô lay bệnh cho em đó. Cô mới là lì á. Hả mẹ ra miếng cháo đi còn thuốc nữa. Nè. Được rồi, đi về đi. Nhanh đi, mỏi tay quá. Được rồi đó. Cô bệnh mà cô nói nhiều quá nha. À. Cháo em nấu hả? Cháo mà ai không biết nấu. Lên mạng nó cũng có chỉ bộ. Dạ em. Có người nấu cho ăn là hên lắm rồi, còn chê nữa. Ủa mà tỉnh rồi hả? Ăn cháo dở quá em tỉnh luôn rồi nè. Đi coi gán chịu đi. Chị My. Cảm ơn em nha, em về cẩn thận. Dạ, em chào chị. Tới nhà là phải đánh răng rửa tay liền nha, không thôi là bị lây bệnh đó. À, cháo em nấu hồi nãy ngon lắm, xứng đáng là đặc sản của Việt Nam luôn á. Cô ơi, như là Nguyên bị cảm rồi đó cô. Alo. Alo, tôi nghe nè. Ờ, biết rồi, có gì không? Thì tôi chỉ hỏi thử là cô đi khám thôi chưa. Ờ, cũng như anh nói đúng á. Không được coi thường bệnh cảm mà. Tôi mới bị một fan chết đi sống lại luôn nè. Thì tôi đã nói rồi mà.
Mùa này dễ bị cảm lắm, dễ truyền nhiễm nữa. Thằng Nguyên bị lây rồi kìa. Cái gì? Ủa, Nguyên cũng bị cảm này hả? Ủa, cô chưa hay gì hả? Biết ngay mà. Vậy thôi, cảm ơn anh nha, bye bye. Trời ơi, giờ sao đây ta? Nè, chào Nguyên. Cái gì mà ồn ào vậy? Làm giật mình à? Cô đã nói thế nào là cô bị bệnh rồi đó, bây giờ bị bệnh rồi đó, thấy chưa? Tôi chỉ có thấy hơi mệt thôi. Mệt cái gì? Thằng này lì lợm thiệt á. Cãi, thằng nhóc này. Cãi gì? Trời ơi, nóng dữ vậy nè. Thôi, cô đây hồi là lại bị lây đó. Cô đi ra ngoài đi. Cô mới bệnh xong rồi chắc chắn không bị lây nữa đâu ha. Lần trước cô đuổi em ra ngoài không có chịu ra ngoài đâu. Nóng dữ vậy trời. Bộ cô không thấy mình có lỗi hả? Có lỗi gì? Thì tôi bị bệnh là lỗi của cô đó. Ừ, em bị bệnh là lỗi của cô đó. Được chưa? Thì sao? Thì nếu mà cô có lỗi thì cô phải dạy tôi tiếp á. Cô không được nghỉ đó nha. Còn chưa chịu nữa hả? Thì tôi đổi cách xưng hô bằng chị. Được chưa? Chị gì vậy? Không thích. Chứ đó không phải là tâm nguyện cả đời của chị hả? Nhưng mà giờ hết thích rồi. Được cơ. Chị không thích hả? Ừ. Vậy tôi sẽ gọi là anh Diễm Phúc. Anh Diễm Phúc, được chưa? Cái thằng này anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Anh Diễm Phúc hả? Chịu cái đi. Dạ, con chào cả nhà, con mới tới. Ờ, à, cô giáo mới tới. Ờ, lâu quá mới gặp con. Ủa sao mà mặt xanh xao vậy? Bộ con bệnh hả? Ừ, dạ không. Con lên trước hả? Ủa? Mới tới hả? À. Thì lên trước đi. Ừ. À, anh Diễm Phúc có uống gì không? Ồ, hai cái thằng này mày có hiểu giới tính không? Sao kêu cô giáo bằng anh Diễm Phúc? Bị sốt rồi mày bị viêm não hả? Lấy thuốc cho nó uống chưa? Con bà đi nó gọi tôi chi vậy ta? Gì vậy? Cô đang ở quán gần nhà em nè. Ra đây nha lên. Ra chị? Cô kêu ra thì ra đi, không có hỏi nhiều. Nè, tối rồi kêu tôi ra làm gì nữa? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi. Đi đâu hả? Cô kêu rộn gì vậy? Bây giờ cô với em sẽ chơi trò chơi nói thật. Gì? Tối rồi còn chơi trò chơi nói thật làm gì? Bây giờ cha quay chú Mai là người đó phải nói thật đó nha. Thôi tôi không chơi đâu. Sao không chơi? Cô nói chắc là thật. Tại sao mặc dù cô là Diễm My hay rồi dở nhưng mà cô hứa với em ngày hôm nay cô sẽ chơi trò chơi nói thật. Cô sẽ nói thật 100% luôn. Tôi nhiều chuyện quá đi. Là cô hả? Cô sẽ nói một chuyện này thật mà kinh khủng lắm á. Em có chịu nổi không? Nếu vậy thôi cô đừng nói, tại tôi cũng có hứng nghe đâu. Em phải nghe em. Cô sợ em nghe xong em sốc quá, em chịu không có nổi đâu.
sốc hả? Sự thật là cô không có anh trai nào tên là Trần Diễm Phúc hết. Sao không? Ừ, chuyện sốc thiệt á. Chị tiếp nha. Tới em kìa. Thôi không chơi đâu. Chơi. Em phải chơi, nãy cô vừa mới nói sự thật rồi mà. Chơi đi. Không nói thì uống, không nói sự thật thì uống. Vậy thì hỏi đi. Cô hỏi nha. Ừ. Có bao giờ em để ý tới con? Cái gì? Có bao giờ em xem cô như là một người con gái bình thường chưa? Cô bị điên hả? Có bao giờ em thích cô chưa? Cô có biết mình đang nói gì không vậy? Câu hỏi của cô khó trả lời lắm hả? Thì... khó trả lời vậy luôn á hả? Rất đẹp. Tới cô rồi. Thôi hỏi chơi nữa đi, cô xỉn rồi đó. Không được, cô phải chơi tiếp. Cô có sự thật muốn nói cho em biết. Khủng khiếp lắm á. Cô không phải là sinh viên của trường đại học nhân văn, mà cô là sinh viên của trường đại học dân văn. Hả? Chỉ đúng mỗi chữ văn thôi, chứ khác chữ nhân với chữ dân á. Em không tin đúng không? Em không tin đúng không? Cô biết thế nào em cũng không tin đâu. Nhìn đi, dân văn. Cô xin lỗi em. Thật ra cô không có muốn giấu gia đình của em đâu. Nhưng mà đây là chuyện bất khả kháng. Cô không biết phải làm sao hết. Hôm nay cô đã nói ra sự thật này rồi. Em muốn học cô cũng được. Không thôi em cho cô nghỉ cũng được. Cô sẽ không dạy em nữa. Cô xin lỗi. Cô xin lỗi Nguyên. Không có chơi nữa đâu. Nghỉ đi. Chơi nè. Tới em rồi. Em phải trả lời thiệt cho cô biết đó nha. Em thích Tâm Mỹ lắm, đúng không? Hả? Cô hỏi là em thích Tâm Mỹ lắm, đúng không? Tôi không biết. Không biết làm sao, đúng hay không? Tôi không thích trả lời. Không thích trả lời. Chơi không đẹp gì hết. Không đúng luật. Yeah. Nè. Hôm nay cô không cần em cổng cô về nữa. Cô tự đi về. Tính tiền. Nè. Nè. Chơi tính tiền em. Chẳng còn thời gian để ta ngồi xa lắm.